Xin chào các bạn, mình rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong khóa học lần này. Trước tiên thì mình xin giới thiệu, mình là Lê Thủy Xuân. Hiện tại thì mình đang làm công việc là một nhà thiết kế đồ họa. Tuy nhiên mình có một niềm đam mê rất là lớn đối với cả bánh ngọt. Vì thế mình đã bỏ công sức để nghiên cứu và học hỏi, tìm hiểu về thế giới bánh trong khoảng 3-4 năm trở lại đây. Thời gian vừa qua thì mình đã cho ra mắt một số khóa học và được các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình. Ví dụ như là khóa học cách làm những loại bánh không cần lò nướng, hay là 30 công thức làm cupcakes bất bại, và đặc biệt là khóa học cách làm những loại bánh chay nữa. Trong khóa học mới lần này của mình thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 10 công thức rất là thú vị để làm ra những chiếc bánh trà sữa tuyệt ngon. Như các bạn đã biết, trong thời gian vừa rồi, những chiếc bánh trà sữa chân trâu đường đen đang rất là hot ở trên thị trường bánh trong làng bánh của chúng mình. Và đương nhiên, mình cũng không thể bỏ qua được hot trend này. Vì vậy, mình quyết định ra đời khóa học này để gửi tặng các bạn 10 công thức làm bánh tuyệt ngon mang hương vị trà sữa chân trâu đường đen. Loại bánh trà sữa phổ biến mà chúng ta vẫn thường thấy thì là bánh chiffon trà sữa chân trâu đường đen kèm với cả cream cheese. Trong khóa học này, mình giới thiệu với các bạn những loại bánh khác có thể kết hợp được rất là tuyệt vời với cả hương vị trà sữa và chân trâu đường đen. Ví dụ như là bánh su kem này, bánh eclair, bánh cupcakes, bánh cuộn hoặc là bánh mousse, và đặc biệt là red velvet hay là tiramisu, chúng ta có thể kết hợp với cả chân trâu đường đen hay là hương vị trà sữa rất là hay và rất là thơm ngon. Nếu các bạn có thắc mắc rằng khóa học này liệu có quá khó so với các bạn hay không thì mình xin phép trả lời rằng là khóa học này rất là đơn giản và không hề khó một chút nào nha. Kể cả đối với những bạn mới bắt đầu vào làm bánh thì cũng sẽ cảm thấy việc làm bánh rất là thú vị và dễ dàng, bởi vì những chiếc bánh ở trong khóa học đều là những chiếc bánh rất là cơ bản, ví dụ như là bánh bông lan, bánh chiffon, vỏ bánh su kem hay là bánh cuộn. Trong mỗi một bài học thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là cụ thể và chi tiết từ những phần nguyên liệu để chuẩn bị hay là từng bước một để làm ra một chiếc bánh. Mình hy vọng rằng sau khóa học này các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn mỗi khi vào bếp làm bánh và có thể tự tay làm ra những chiếc bánh hương vị trà sữa, chân trâu đường đen rất là thơm ngon, mới lạ và thú vị để gửi tặng tới những người thân bạn bè của mình. Và biết đâu các bạn có thể có thêm cơ hội để kinh doanh bán hàng online, bán thêm những chiếc bánh trà sữa này để tăng thêm thu nhập. Vì vậy hãy nhanh tay mua khóa học này ở trên hệ thống học trực tuyến của WikiLady nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học và hẹn gặp lại các bạn ở trong mỗi bài học. Xin chào các bạn.